À, mình đang ở tầng lầu, mình coi phim nè, thấy không? Mình đang ở trong phòng ngủ, phòng ngủ con gái mình coi, mình đang ở keo đây, đang tầng lầu 2. Tiếc cái đang rồi đang mẹ tiếc là à, ma 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 cho được à. Mùa hè mà mấy đứa nhỏ đang chơi kìa, thấy không? Bây giờ thì tiết nhiều quá, lá vô hết rồi. Còn không bảo vệ hơn. Giờ là cũng giống nhau hết, thấy không? Ôi trời. Cho biết là tiết thì á, hồi lặng lắm. Khi chưa trong nhà ngầm coi phim là sướng nhất à. Ui, trời, mùa tiết này lặng quá trời. Trời, tiết nhiều không? Ok hả? Lắc ok lấy. Đó, bây giờ hôm nay là chủ nhật này nha, dẫn ổng đi thực tiết á. Nhưng phải kèo tiết xe tiết nè. Tiết xuống nhiều á. Xuống được 4 ngày rồi. Bây giờ mình kèo tiết xe sạch sẽ là mình ngồi đi. Sáng kèo ở dưới rồi thấy không? Mình đừng làm ông già tiết này làm không được thế. Tiết này mềm á, coi sắp rồi phải. Làm ông già tiết không được. Sắp không? Chờ nó ấm ấm thôi mà tiết nó mới làm ông già tiết được. Đó, cái đầu tập tiết của Oscar đó. Coi thử. Về lại. Ui trời. Cái đó giống như mình đi tắm mình tợt á, nhưng ở đây dây tợt mình tiếc. À, chào tiếc nha. Bây giờ ông chào tiếc á, thấy không? Chào chào tiếc xe. Mùa đông mà thấy mặt á. Đi ra chào tiếc. Hè sướng à. À, là ngày thực tiết kìa. Đó, bây giờ mình đi tới cái dốc nào keo keo mình tự. Bây giờ thì 10 giờ sáng. 10 giờ sáng hả? Mình có cái điện thoại trong này. Và tiếp một ngày bận lắm. Bây giờ thì mấy giờ đem cho coi đồng hồ. 10:01. À, kiếm cái dốc nào mà keo keo á tự. Đấy là tiết tháng này á hả? À, đấy là vô. À, một cho tiếp ổng đi á. Đang đi tới cái chỗ. À, thấy. Đó, tiếp á. Hả? Coi à. À, mình đang đứng ở dưới á, mấy đứa nhỏ lăn tăn mà tụt xuống. Ồ, cảnh đẹp á hả? Ồ, rừng á. Trong này có dốc keo, còn cái măng từng học thì cái dốc ấy. Nhưng mà cay quá trời ta. Ồ, ui cha. Cái thời điểm này thôi cay nha, thật sự. Rồi, tụt xuống mấy đứa. Tật xuống thì lẹ lắm, nhưng mà cầm lăng á, cầm đi lăng tăng tăng đó lại mà mệt á. Tật xuống còn có 10 giây mà đi lăng đi xuống này. À, thật đấy. À, tật lăng á. À, à tôi bị tật xuống đây. À, sáng sớm mà hôm qua tật à, chỉ có hàng nhỏ nha mừng tật. Rồi, mặt tờ lăng thấy không? Mặt tờ lăng này à, tiếc tàn hắn. Ô, tật xuống. Ô,
Peter. Ta phiên ông á. Ô, ông sợ. Ô, chà chà chà. Hay quá, Peter giỏi quá. Đó. Hai đứa đang thật. Được không Peter? Hằng à. Hai đứa là mừng à. Hey, thấy mừng không? Chụp ít người được tiếc, ít người thì sướng hơn, nhiều người mà lăn xuống giữa đụng. Đó có được cái kiểu gì lạ hả? Hả có làm cái kiểu gì hả? Cái mùa đông mà đi thực tiết nó có cái chỗ kia bự lắm, nhưng mà chạy lên cũng 15 phút á, xe hơi à. Cái đó có nhiều người ta chờ, nhiều người ta tợt á. Cái đó là mình mua cái thẻ mà nó tợt tăng núi tợt xuống. Ok, cầm đi, bay thật xuống lần đi. Rồi, bay luôn nha. Ôi chào ơi. Hết tắt tới, hết tắt. Đâu cái chứa này hả? Hết tắt tới.